Olympic Indonesia thua sốc trước Đài Loan tại ASEAN 19. Được đánh giá cao nhưng Olympic Indonesia đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Olympic Đài Loan chiều ngày 21 tháng 9 ở loạt trận thứ hai bảng F môn bóng đá nam ASEAN 19. Đội tuyển Olympic Indonesia được đánh giá vượt trội so với Đài Loan. Cách đây gần nửa tháng, U23 Indonesia cũng đánh bại Đài Loan đến 9-0 ở vòng loại U23 châu Á 2024. Điều này đã khiến Indonesia nhập cuộc rất tự tin, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối thủ. Nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên, các chân sút của Indonesia đã không một lần xuyên thủng được mảnh lưới của Đài Loan. Không những thế, họ còn để thủng lưới ở phút 47. Sau tình huống lên tham gia tấn công và dứt điểm gọn gàng của hậu vệ Wen Yin Chin. Sau khi bất ngờ để thủng lưới, Indonesia càng đẩy mạnh tấn công với nhiều phương án khác nhau. Nhưng đối mặt với hàng phòng ngự chặt chẽ của Đài Loan, các cầu thủ trên hàng tấn công của Indonesia đã hoàn toàn bất lực. Tỷ số 1 không được giữ nguyên đến hết trận và Indonesia phải nhận thất bại đầu tiên ở ASEAN 19. Với thất bại này, Olympic Indonesia chỉ có được 3 điểm sau 2 trận và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tranh vé trực tiếp góp mặt ở vòng trong. Trong loạt trận cuối cùng, Indonesia sẽ gặp đối thủ bí ẩn là Olympic Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cũng diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 9, Olympic Saudi Arabia đã có chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ để tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.